tại New York, trái tim của nước Mỹ. Broadway, một điểm đến không thể bỏ lỡ, nơi đỉnh cao nghệ thuật và giải trí thế giới. Tâm điểm phồn hoa rực rỡ suốt ngày đêm, điểm hẹn của ánh sáng và đam mê bất tận. Và giờ đây, ngay tại Vinhomes Grand Park CBD của thành phố Thủ Đức, xuất hiện một điểm đến mới mang tên Phố Thương mại Broadway. Tâm điểm giao thoa phong cách Mỹ đẳng cấp và thời thượng, thiên đường mua sắm, vui chơi giải trí sôi động và sầm uất bậc nhất, với đa dạng các loại hình thương mại, dịch vụ đặc sắc, nơi nâng tầm chuẩn mực sống xa hoa, trải nghiệm và tận hưởng. Một siêu phẩm không dành cho số đông với số lượng giới hạn. Sở hữu lợi thế vỉa hè thoáng rộng tại giao lộ huyết mạch và kênh đào cảnh quan đặc sắc, mở ra muôn vàn lợi thế kinh doanh đắt giá. Một bước kết nối dễ dàng khi nằm trên trục đường Nguyễn Xiển, Long Phước, giao lộ vàng dẫn tới đại lộ Manhattan Glory nhộn nhịp và công viên 36 hectare rộng lớn. Tuyến phố duy nhất kế cận tháp văn phòng cao 45 tầng hiện đại, nơi tập trung hàng ngàn nhân sự cao cấp, nằm trong đại đô thị All in One với hệ sinh thái Vingroup tiện nghi và đẳng cấp, với trường học phổ thông liên cấp VinSchool, bệnh viện VinMec, trung tâm thương mại Vincom Megamall, công viên 36 hectare. Tâm điểm thu hút hàng trăm nghìn cư dân Vinhomes Grand Park và lân cận từ khắp nơi quy tụ đến mua sắm, trải nghiệm. Nơi kế thừa sắc màu thời đại và nắm vững tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai. Phố thương mại Broadway, siêu phẩm đầu tư chắc thắng, an tâm sinh lời dài hạn, không thể bỏ lỡ.